Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mực ống dồn thịt chiên nước mắm ha. Nguyên liệu chúng ta gồm có mực nè, thịt băm nè. Trong thịt băm này để chút chả vô các bạn, chả cá cho nó dai ha, rồi nêm chút muối, chút bột ngọt, chút đường. Mực sau khi mình làm sạch mình dựng đứng nó lên như này các bạn, cho nó khô, cho nó gáo nước nha. Rồi chút xíu mình dồn thịt vô, cái mình lấy cái tăm xỉa găng các bạn rửa sạch, cái chúng ta xỏ ngang qua để cho nó đừng có bị tuột thịt ra các bạn. Giờ chúng ta chuẩn bị cái dĩa ha, để chúng ta dồn thịt vô mực, rồi chúng ta để cho cái dĩa này chúng ta hấp. Chuẩn bị cho mình vài cây tăm ha, tăm xỉa găng. Mình dồn thịt vô vậy nè. Dồn cho nó cứng cứng các bạn. Rồi chúng ta lấy cây tăm xiên ngang, mình cho nó đừng có lòi thịt trở cái ngược lên, nó gì mình hấp thì thịt nó sẽ nở ra, nó sẽ lòi lên trên. Rồi mình gắn cái gâu vô luôn cho nó đẹp. Vậy nè. Rồi cái mình xiên cái cây tầm ngang, nó dính vô vậy luôn nè, thấy không, rất là đẹp thấy không. Cứ việc mình làm tới luôn đi ha, làm tới hết luôn, dồn tới hết luôn. Mình hấp xong mình mới đem đi chiên nước mắm nó mới ngon, nó mới chín. Để em thôi mình chiên nước mắm thì nó sẽ không bị chín thịt ở trong các bạn. Rất đơn giản, rất dễ làm, ăn rất là ngon các bạn. Lúc mình dồn mình đè sát sát xuống dưới đây nè, mạnh mạnh xuống mình cho nó dẻ thịt đó các bạn. Làm cho nó đẹp. Cái dâu nó không bị xích ra. Đó. Rồi cứ tiếp tục vậy chúng ta dồn ha. Sau khi mình dồn xong rồi các bạn, bây giờ mình bắt cái nồi lên mình hấp ha. Hấp cỡ 15 phút đi, cái nó chín mình mới đem ra mình chiên nước mắm. Giờ mình bắt cái nồi này các bạn, nồi này bữa hổm mình mua trên Lazada này các bạn, có 89 ngàn các bạn. Mình hấp nó, mình đẩy nắp nó tới 2 tầng rồi các bạn, ghẻ quá trời luôn. Rồi giờ mình hấp đi ha, 15 phút sau mình mới là dở ra cho nó chín. Để làm nước chấm thì chúng ta cho vô đây một muỗng canh đường các bạn, chút xíu chanh. Nước cốt chanh đó các bạn, chút bột ngọt ha, muỗng canh nước mắm, muỗng canh nước mắm nè, 2 muỗng canh nước ha. Rồi chút xíu bột tương ớt nha. Quấy đều lên. Vậy là xong rồi các bạn. Chút xíu nữa ta cháy mỡ tỏi vàng, cái ta bỏ mực vô. Xào sơ cái là chúng ta đổ cái nước sốt này vô. Rất là ngon các bạn. Sau khi mực mình hấp chín rồi các bạn, bây giờ chúng ta bắt cái nồi nước mà dầu lên ha. Chúng ta để dầu hơi khá khá chút rồi chúng ta chiên đó. Khi dầu nóng thì chúng ta gấp từng con như chúng ta chiên sơ đó các bạn. Chiên nó dăng các bạn nhớ chiên lửa nhỏ nhỏ đây ha,
chiên cho nó vàng cái đầu mình gấp ra. Khi nó hơi vàng vàng vậy là được rồi các bạn, không cần vàng quá đâu ha, vàng quá là nó bị khô ha. Rồi chúng ta tắt lò, vớt ra đây chúng ta tắt lò. Chúng ta bỏ mở ra bớt. Chúng ta sẽ xào cái nước sốt. Vàng vậy được rồi ha. Giờ chúng ta bắt cái chảo lên cho vô đây một chút dầu. Chúng ta bỏ tỏi vô. Chúng ta quay vô. Khi nào tỏi vàng thì chúng ta đổ nước sốt vô. Cho nó sợp sợp lại là được rồi. Khi nước sốt kẹo là gì mà các bạn, chúng ta bỏ mực vô. Chúng ta lắc sơ nó được rồi. Cho nó rút vô. Đây là xong rồi các bạn. Mực của mình sau khi chiên nước mắm xong rồi này, gấp ra dĩa rất là đẹp, các bạn ăn rất là ngon luôn. Nó dai dai, nó mềm mềm, ăn rất là đậm đà luôn các bạn.